Alo, xin chào một ngày mới, ngày 15 tháng 8 năm 2024. Với chủ đề hôm nay đó là hồ sơ mật đã bị lộ. Và hồ sơ mật bị lộ là cái gì? Thì chúng ta cũng phải điểm sơ qua một những cái tin nóng trong ngày hôm nay trước. Rồi sau đó chúng ta sẽ đi tới một cái giai đoạn là hồ sơ mật, mà hồ sơ mật này rất là nguy hiểm. Cho nên là không để các quý vị đợi lâu, mình sẽ đi vào ngay. Đó là tình hình Ukraine trong lúc này nó như thế nào. Thì hôm nay mình đưa cái này cho quý vị xem. Đây là cái điểm này, cái điểm Susa. Cái điểm giữa đây bạn, mấy ngày nay đang chiến đấu ngay cái điểm giữa này, mà điểm giữa này là rất là quan trọng nha. Tại sao mình nói cái điểm giữa này là rất là quan trọng? Và đến ngày hôm nay coi như là đây là bên Guna đang tấn công, đây là bên Liên Xô điểm đỏ nè, thì là Ukraine mấy ngày nay đã tấn công khu vực này. Và có một cái hình ảnh đó, thì là Ukraine đã vào được cái đã giăng lá cờ, và có ba bốn người lính đó đã giăng lá cờ và đã chiếm được một cái khu vực, mà khu vực đó rất là quan trọng tại cái tỉnh tại cái địa điểm là Susa này. Điểm Susa này rất là quan trọng. Tại sao mình nói là quan trọng? Tại sao mà Ukraine không không tiến vào cái khu vực nhà máy điện nguyên tử, mà tại sao tiến vào cái khu vực này trước nè, giành lấy cái khu vực này trước, giành lấy khu vực này trước? Và hôm nay theo cái tổng tư lệnh đó, tổng tư lệnh của Ukraine đã báo cáo và gửi về cho ông Zelensky là cái này, tỉnh này hoàn toàn coi như là dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Là ngày qua đó bạn, ngày qua là cái giờ chiều, coi như cái tỉnh này đã hoàn toàn thuộc về Ukraine qua những cái sau một tuần chiến đấu để giành tại cái điểm này. Cái điểm này là cái điểm mấu chốt mà Ukraine phải cần giải quyết trong cái lúc này, nó quan trọng như thế nào. Tại sao Liên Xô nó còn sống sót và còn tiền bạc cho đến ngày hôm nay? Là điều mà chúng ta phải thắc mắc 2 năm rưỡi vừa qua, mà cái vấn đề cấm vận của EU cũng đã phải nói là hoàn toàn rồi đó, coi như là không rồi. Nhưng mà Nga vẫn còn cái số tiền để mà trang bị vũ khí và quân lính, điều mà quan trọng nhất trong lúc này. Và chúng ta cũng đã biết, mình cũng đã chia sẻ một cái vấn đề cách đây cũng không lâu, có một cái clip mình cũng đã chia sẻ là sau khi bầu cử ở Slovakia đó, Slovakia đó, thì có một người tổng thống lên nắm chính quyền mới là cắt viện trợ về vấn đề vũ khí tiền bạc cho Ukraine. Trước cái đời tổng thống kia thì là còn đang ủng hộ, hiểu không? Nhưng mà sau ông này lên thì là mới cắt viện trợ. Sau khi cắt viện trợ rồi thì ổng có xảy ra một cái tai nạn,
À, anh xảy ra một cái tai nạn và đưa đi nhà thương, biết đến hôm nay sống hay là chết thì mình cũng không biết được cái chuyện đó. Thì đến ngày hôm nay và một cái nước nữa, mà cái nước đó là nước là Österreich, nằm ở phía nam nước Đức. Cái nước này là cái nước không lên tiếng và cũng không bao giờ ủng hộ một cho Ukraine một đồng một cắc nào cả trong những 2 năm vừa qua. Đó là cái nước Österreich. Österreich. Thì cái nước này á là sao? Ảnh không cũng không dám lên tiếng và cũng không dám nói về vấn đề mà chiến tranh của Liên Xô. Anh ta giữ im lặng. Thì cho đến ngày hôm nay thì Ukraine biết được ngay cái tỉnh này, sơ xa này, là các đường ống, mà các đường ống này á, các đường ống khí đốt này á, là nó dẫn từ Siberia phía bắc của Nga đó, dẫn về đây và qua cái khu vực này, qua đến cái khu vực này và qua cái Ukraine và dẫn đến Slovakia và Austria. Thì từ đó đó Ukraine mới biết được. Và hôm nay cái dòng tiền vẫn còn cho Nga sống tới ngày hôm nay, đó là dòng tiền gas do cái điểm này nó cung cấp. Thì do cái điểm này cung cấp cho nên là Nga vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay tổng tư lệnh của Ukraine đó đã coi như là chiếm giữ khu vực này và hoàn toàn được kiểm soát. Điều quan trọng đây là khí đốt này á, là khí đốt dẫn từ Siberia qua khu vực này. Đó, điều đó là để điều mà không những hai nước này mà nó còn có liên quan tới có loại là Hungary nữa hay sao. Nhưng mà chúng ta còn biết một điều nữa, có một cái đường ống sẽ dẫn qua cái khu vực ở phía nam Ukraine, đó là dẫn qua khu vực Biển Đen, nó sẽ dẫn qua vùng Thổ Nhĩ Kỳ hay cái khu vực đó đó, nó còn dẫn qua cái được một cái đường ống nữa nữa mà Ukraine chưa chiếm lấy được. Thì hôm nay Ukraine tại sao mới đánh chỗ này để giành được, mà tại sao không không tiến tới cái khu vực nhà máy điện hạt nhân, cũng đang tiến gần tới đó rồi, còn 10 km, nghe đâu đó còn 10 km nữa rồi là sẽ tới đó. Nhưng mà ngày hôm nay, ngày qua ngày hôm nay, biết có đây tới cuối tuần có chiếm hay không. Nhưng mà trước tiên là ngay cái vùng này để làm gì? Để làm áp lực. Và sau khi chiếm cái vùng này xong rồi á thì là Ukraine bắt đầu xây chiến sự và là lô cốt chiến sự, đào hầm, nói chung là đào hầm, đến đi đến đâu là đào hầm đến đó để chuẩn bị cho chiến sự lâu dài. Chiến sự đâu là nếu Nga không chịu rút quân ở phía Donbass hay là Kherson hay là Kim, thì cái quần này, cái điểm này là cái điểm mấu chốt của Nga, sống còn là cái điểm ngay cái chỗ suy ra này, tại đây là huyết mạch của châu Âu còn sống sót. Đó là điều chúng ta phải biết những cái ngày tới chuyện gì sẽ xảy ra. Bây giờ còn đang trong mùa hè gác giết thì nó chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng khoảng từ qua một tháng nữa, tháng 10, tháng 11 là bắt đầu gác lại sục sôi thì chúng ta sẽ biết chuyện gì sẽ xảy ra tại cái điểm này. Và do video
Ukraine phải cố giữ tại khu vực này cho bằng được. Đó, đó là một điều mà Ukraine đã làm được cho ngày hôm nay. Và cũng xin chúc mừng, đây là đường ống dẫn dầu qua Slovakia và Austria và cả EU. Rồi chạy qua nước nào nữa thì mình cũng không biết, nhưng mà điểm điểm đến là hai nước Austria và Slovakia. Đây là mấu chốt mà Nga sống còn trong cái thời gian 2 năm vừa qua. Và cái điểm này thì ngày qua mà qua cái điểm này rồi á, thì không biết diện binh như thế nào, diện binh của Nga như thế nào. Thì ngày qua mình cũng chia sẻ Nga đã diện binh từ không lấy từ vùng Donbass, mà cũng không lấy từ vùng Kherson với lại đảo Kim, mà lấy dùng từ cái khu vực Kaganat phía ngay cái biển Bắc, cái biển Bắc á, Nordwind Thụy Sĩ rồi này kia đó, phía Bắc của Đức đó, Đan Mạch rồi đó. Tại cái vùng đó nó còn một cái vùng đất của Nga nằm ở tại đó là Kaliningrad. Thì đưa quân về, nhưng mà đưa quân có tới chưa hay không, nhưng mà hôm nay thì khi mà Ukraine đã chiếm khu vực này và bắt đầu đào công sự, khi mà đào công sự vững chắc rồi thì là vô thì coi như là sẽ sập bẫy. Nó giống như cái khu vực Vashon vừa qua gì, tại Kiev, tại cái tỉnh thứ hai phía bắc của gần 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 Belarus đó, 50.000 quân đã đánh qua cái khu vực đó mà tới hôm nay vẫn chưa chưa có kết quả. Thì đây cũng là một cái mấu chốt mà Ukraine sẽ vào khu vực này và xây công sự và làm một cái điểm tựa. Làm điểm tựa ở đây là cái điểm tựa gì? Là làm một cái điểm tựa, từ đây, kể từ đây sẽ chiến đấu trên khu vực này. Nếu Nga vô đưa quân vào thì chỉ có là đầu tiêu thôi. Đó là cái mấy mốt trong tương lai, và nó sẽ dẫn đến, nếu mà Nga không thắng thì sẽ dẫn đến đi đến một cái cuộc đàm phán, mà cuộc đàm phán nó như thế nào chúng ta cũng phải chờ xem, chờ tới tháng 11. Thì chút nữa mình cũng chia sẻ thêm một cái tin cũng nóng về vấn đề tại sao đến trong vòng đến từ ngày 6 hôm nay đến ngày 14 rồi mà chưa giải quyết, Nga chưa giải quyết được cái khu vực này. Có một cái lý do gì đó mà người ta đang dự đoán là có thể là trong nội bộ, chút nữa mình sẽ chia sẻ trong vấn đề cho các bạn xem. Người ta đang đặt câu hỏi tại sao tới giờ phút này mà lực lượng Nga vẫn đang đang không tới được và cũng trên đường đi tới bị tiêu diệt hết, là một cái điều mà người ta đang đặt câu hỏi, các chính trị gia đang đặt câu hỏi trong lúc này. Rồi, đó là việc thứ nhất. Còn việc thứ hai nữa là Ukraine thì ngày qua hình như mà cái tin này cũng có, nhưng mà cũng hồ nghi, cho nên nửa sống nửa úp nửa mở mình cũng không chia sẻ. Thì hôm nay thì mình cũng chia sẻ luôn, tại cái khu vực mà kết vừa qua đó thì Ukraine đã hạ và phá hủy một cái chiếc Su-34 của Nga ở tỉnh kết này. Coi như là vô chiếc nào là triệt hạ chứ đó. Coi như là hãy đi đến đâu là bị mất đến đó. Đó là cái tin mà ngắn mình chỉ chia sẻ vậy thôi, qua cái truyền thông báo chí. Đã hạ được một cái Su-34, mà cái Su này nó tương đương loại F-16 chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu. Nhưng mà do là bị bắn hạ. Rồi. Bây giờ tiếp tục.
Thì ngày hôm nay thì mình mấy ngày qua thì là cũng đã có bắt quân lính nữa, nhưng hôm nay lại thêm 100 tân binh của Nga cũng đã bị bắt nè. Sau cái chiến trận 24 giờ thì là tân Ukraine đã bắt được 100 cái tân binh của Nga. Đó là trong vòng 24 giờ qua cái tin ngắn thôi. Hôm nay mình chia sẻ tin ngắn là Ukraine đã đạt được thành công trên con đường có hai mục đích, đó thứ nhất là 100 lính, thứ hai là đã chiếm giữ Sumy ngay cái điểm đó. Điểm đó là điểm quan trọng của Ukraine mà mấy bữa nay mình thấy khu vực này nó đang chiến đấu dữ dội. Rồi. Qua cái tình hình mà Ukraine đang trên đà thắng như thế đó, thì nó lại có một cái biến cố lớn bạn. Một cái biến cố mà mình đây chia sẻ. Thì các bạn có nhớ không? Có nhớ cái hình ảnh này? Các bạn coi hình ảnh này thì chắc các bạn sẽ nhớ. Các bạn coi hình ảnh này thì các bạn sẽ nhớ đây là cái vụ nổ đường ống gáp Nord Stream 2 giữa Nga đã bắt vào cái đường ống này tới Đức và cái biển Baltic. Thì nó nổ năm 2022 sau cái chiến sự nó nổ ra vì vấn đề Đức yểm trợ cái đồ mà thời cổ lỗ sĩ rồi. Lúc đó là còn có cái bộ trưởng bà kia đó, bà viện trợ những cái đồ cổ lỗ sĩ cho Ukraine là thứ nhất. Thứ hai nữa là trong chiến sự hiện đại bây giờ bà chỉ nói cái miệng nhưng mà không có viện trợ gì hết, kéo dài, trong khi chiến sự mỗi ngày mỗi nóng lên. Và ta cứ hứa lèo riết rốt cuộc đó, thì là khi mà hứa như vậy đó, thì là rồi chính quyền Đức cũng hứa thôi chứ không có làm cái gì trong cái thời gian là muốn đàm phán lời Putin. Nhưng mà cái lời hứa rồi sau đó mới xảy ra cái sự cố này ha. Thì cho các bạn xem lại một lần nữa. Thì xảy ra một cái sự cố này cho đến ngày hôm nay 2 năm rưỡi thì là nó tình thế nó lưỡng nan, trong khi đó Ukraine đã có cái lợi thế cái vùng ở vùng kết này nhưng lại đùng cái nó xảy ra cái chuyện này, mà chuyện này là của Đức. Đức là người là cung cấp viện trợ thứ hai cho Ukraine trong cái lúc này. Nó xảy ra cái biến cố trong cái lúc này thì là đã phát hiện ra một cái người, trong đó có hai người. Người mà đặt chất nổ cái đường ống này á, hôm nay người ta đã lên truyền thông báo chí rồi á, thì là chính người Ukraine đã đặt cái thuốc nổ tại đường ống này và làm nổ tung năm 2022. Nhưng người này lại không ở Ukraine nhưng lại là đang sống tại Poland. Thì vấn đề giấy tờ thủ tục của châu Âu nó đề nghị bắt giữ anh ta, nhưng Poland có thi hành cái luật án này hay không, đó là một điều còn đang xem xét trong cái vấn đề đó, nó đang lấn cấn trong cái vấn đề đó thì là có trao quyền cho, có bắt anh ta hay không để xử tội hay không, điều đó chúng ta phải chờ xem. Đó là một cái chuyện lưỡng thế lưỡng nan, trong lúc tình thế như thế này chúng ta phải chờ xem cái việc Đức
trong những ngày tới có còn hỗ trợ nữa hay không. À, miệng thì phó thủ tướng của Đức thì là nói về mặt tội là phải tội, mà giúp đỡ Ukraine đó là quyền tự vệ, quyền tự vệ của Liên Hợp Quốc mà Đức phải có trách nhiệm hỗ trợ. Đó là bên Đức nói như vậy, nhưng mà chúng ta phải biết, phải xem coi thử tình hình nó có diễn ra hay không thì chúng ta phải chờ. Đó là lượng cái về tình thế lưỡng nan trong lúc này đối với Ukraine. Nhưng là rồi nói chung là chính phủ phó thủ tướng bên cái bên là bên phát ngôn viên bên chính phủ, người phát ngôn viên của chính phủ Đức đã gửi đi một thông cáo: chúng tôi vẫn có, dù là biết Ukraine, người Ukraine làm chuyện này, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục ủng hộ và viện trợ. Thì cái điều đó có xảy ra hay không thì mình cũng không biết được. Đó là lời nói hay là cái lời về mặt ngoại giao, chúng ta phải chờ xem, chứ chúng ta cũng không biết được. Chính trị nó có thể hôm nay gì và có thể hôm nay gì, hôm nay và ngày mai là cái lực bàn tay đó bạn, cho nên thì chúng ta cũng phải xem xét. Rồi cái vấn đề này Ba Lan có hợp tác hay không, đó là điều mà có hợp tác bắt người này dẫn độ cho cái tòa án để xét xử hay không, chúng ta phải chờ xem vài ngày nữa thì chuyện gì nó sẽ xảy ra. Thì từ cái tình hình như thế đó thì hồi bữa là mình thấy có thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa qua thăm và kêu gọi tình nguyện viên những cái người đã về hưu lái F-16 đó, về hưu rồi có thể tham chiến với mức lương là khá giả. Thì hôm nay lại có một cái nhà ngoại giao của Mỹ lại đến gặp tổng thống Zelensky. Nhà ngoại giao này ông ta James Oben, mình đọc tiếng Anh không rành, nhưng mà James Oben, ông này là phụ trách về vấn đề, chịu trách nhiệm về vấn đề châu Âu và cả châu Á bên cái bộ ngoại giao mà tối cao của Mỹ. Ngoại giao bình thường nếu mà ngoại giao mà đi đến quyết định luôn á là nó còn một cái bộ phận nữa của Hoa Kỳ đã đến quyết, coi như là nó nằm ở trong cái thượng nghị viện quyết định hay không. Là mấy ông này nè, sau khi ông đi về đó, ông đi về rồi ông sẽ họp, là ông đề nghị lên có thể là được hay không được. Đó là còn cái ngoại giao kia là ngoại giao bình thường, còn ở đây là ta đi ta xem xét mà tình thế nó như thế nào là người ta quyết định liền. Thì hôm nay thì bên bộ ngoại giao Mỹ cũng đã đến gặp Zelensky, không biết chuyện gì trong những cái ngày sắp tới qua cái chiến sự tại kết. Thì là bên vừa qua thì Mỹ cũng là ồ ạt viện trợ 120 triệu, thì là bước theo sau là thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa đã đến, và ngày hôm nay lại có bên bộ ngoại giao, bộ ngoại giao mà cấp cao á, cấp cao về châu Âu và Đông Á Âu á, châu Âu và Á Âu đã đến. Nhưng mà chuyện đến thì sẽ đến, chuyện gì đó đến sẽ đến, nó có nhiều cái ly kỳ trong những cái ngày tháng sắp đến. Một bên là thắng trận, mà cái thắng trận này từ trước đến giờ châu Âu cứ rung cành cạch, sợ Putin trả thù Atom mà không dám bước qua. Thì hôm nay Ukraine liều mình đã bước qua trần lãnh đỏ, thì là một cái điều mà NATO không tưởng tượng được, mà Mỹ cũng không tưởng tượng được điều này.
Từ đây thì những cái ngày vài ngày trước á, thì có một sự ủng hộ từ cái châu Âu các nước, nhưng mà hôm nay nó lỡ khóc lỡ cười là cái vụ này nó lòi ra, mà lòi ra chính là người Ukraine làm việc này. Nó còn có liên hệ tới ai nữa hay không thì chúng ta cũng không biết, nó có liên hệ tới chính phủ hay không thì là một điều chúng ta phải chờ xem những cái ngày sắp tới nó xảy ra. Thì trong tình thế này thì Ukraine cũng phải làm vậy thôi, chứ không có khác nào hơn được. Do Đức lưỡng lự, do Đức ký kết rồi Đức lưỡng lự thì Ukraine phải làm cái điều này để cắt nguồn máu của Liên Xô. Rồi chúng ta tại đây đến một cái nhỏ tí xíu về tin 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 NATO. Tin NATO là sao? Căn cứ NATO có một cái biến cố nhỏ, đó là một người không biết là mà mang quốc tịch nào nhưng là muốn xâm nhập vào cái khu vực NATO ở tại Đức, tại đâu ở dưới Dortmund, Westphalen, khu vực đó. Mục đích là anh ta muốn phá hoại đường ống nước để làm dơ bẩn đi cái đường ống nước, hoặc là người ta không may người ta uống vô bị chết hoặc là bị bệnh gì đó, thì coi như là cái khu vực đó bị cấm hoàn toàn, không cho người lạ mặt tới khu vực này nữa. Anh tới với mục đích gì coi như là đã bị bắt, nói chung là bị bắt và cấm cấm toàn bộ những cái người mà tới lai vãng tại khu vực này để chụp hình hoặc cái gì đó quay phim, không cho phép nữa. Trong lúc này đang có vấn đề nhạy cảm, cho nên là những cái khu vực này ngày hôm qua xảy ra một cái biến cố là nó là như vậy. Mình chỉ biết vậy thôi, còn đi sâu nữa thì chúng ta phải có những cái thời gian mà mình đã nói là không không cho phép. Rồi và việc ở bên Pháp hôm nay là Pháp tai nạn, không hiểu làm sao, huấn luyện như thế nào đó, đang bay trên không thì hai phi công đó đã chạm trán, tai nạn gây ra tai nạn và hai công bị mất tích. Nói độc hại vì công tại sao đường bay đường ai nấy đi, xe tao nhanh quá lủi vô nhau rồi nổ chết không rồi, mất xác hai người, mất xác mất tích để tai nạn chết không của Pháp. Rồi đơn giản là vậy thôi, chắc là do huấn luyện nhầm lỡ hiểu lầm hay như thế nào đó. Rồi bây giờ tới Nga. Nga sao? Thì Nga có nhiều cái mục lắm. Ra nhiều mục lắm, ba mục chính đó là chúng ta đi đến vùng Belgorod. Bạn biết rồi đó, vùng Belgorod nó nằm ở khu vực nào, nó nằm cũng khu vực gần khu vực đó, hiểu không? Gần khu vực phía bắc đó đó. Nếu mà bạn muốn 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 mình chia sẻ thì mình luôn tiện đây chia sẻ cái bức ảnh nó còn lại khu vực này bên cơ gọt. Mình sẽ chia sẻ cái bức ảnh nó còn lại. Kharkiv. Ngay cái vùng này nè, cái vùng này, cái vùng này đúng rồi, ngay cái vùng khu vực này nè, bạn thấy rồi đó, để sát rồi bạn thấy vô ngay cái vùng trên này đấy. Thì là Belarus những cái ngày qua thì là hôm nay có tình trạng đang báo động là quân quân đội của Ukraine đang
đánh nhau dữ dội với lại quân đội chính quy của Nga và bắn phá dữ dội, đang trong tình thế rất là căng thẳng và báo động. Báo động, chúng ta phải chờ xem. Đây, chúng ta chờ xem đi tới cùng này có chiếm được Belarus hay không. À, thì cũng đang đã báo động, đã dời dân đi rồi. À, nhưng mà cũng có những cái người bị thương nhẹ hay bị thương nặng gì đó. Thì chúng ta phải chờ xem coi cuối tuần này có chiếm được Belarus hay không. Thì trong đó đó không phải là quân đội của Ukraine không, mà có quân đoàn tự do của Nga đi cùng trong vấn đề này, tham chiến trong vấn đề này. Có thể mai mốt những cái khu vực này sẽ ly khai khỏi Liên Xô. À, họ từ đó sẽ hỗ trợ được một phần nào đó, Ukraine sẽ hỗ trợ cho cái quân đoàn này. À, và bây giờ trong tương lai cái quân đoàn này sẽ chiếm giữ cái khu vực này. Trong tương lai là Ukraine, nếu mà bên kia đã trả rồi á, thì Ukraine sẽ trả lại cái mấy cái tỉnh này và trả, đưa lại cho quân đoàn tự do này kiểm soát, có thể là như vậy. À, người ta cũng muốn vào EU. À, hiểu không? Rồi, đó là việc tại Belarus. Chúng ta phải chờ xem trong vài ngày nữa có bị chiếm hay không. Nhưng mà trước tiên là vài ngày xa chỗ cái tỉnh mà chiến lược đó, cái tỉnh mà chỗ cái đường ống gas dẫn từ Siberia qua đó, à, thì là đã chiếm ngày qua ngày kia còn chiến đấu, nhưng mà hôm nay đã khoanh vùng, coi như là nằm ở trong cái vùng kiểm soát của Ukraine. Thì cái vùng này mình để chờ từ đây tới cái cuối tuần ở tỉnh Belgorod này có nằm trong tay Ukraine hay không. À, nếu mà trong tình trạng này á, trong tình trạng này á, mà quân Nga không tiếp viện được á, hoặc là chậm trễ nó như thế nào đó, thì là mình nghĩ trong cái nội bộ của Nga đang đấu đá lẫn nhau ở trong đó, hiểu không? À, đang đấu đá nhau trong đó. Yeah, chúng ta phải chờ xem. Rồi, bây giờ chúng ta đi tới một cái bình luận của các chuyên gia. Bình luận của các chuyên gia không phải chuyên gia bình thường nữa, có chuyên gia quốc tế đó. À, trước cái cuộc tấn công của Ukraine vào đất Nga, vào cái tỉnh Kharkiv này, đó là sao? Người ta nói là một cái sự ngạc nhiên. À, người ta nói đây là sự ngạc nhiên không thể tính tới được, người ta không có thể tính nước cờ này, đó, hiểu không? Người ta không có nghĩ tới là Ukraine không tính nước cờ này được, không tính ra nước cờ này được, mà quốc tế mấy NATO cũng không tính ra cái nước cờ này, không dám liều lĩnh như thế được. À, trước đây NATO sợ, rất là sợ, miệng thì ba la, nhưng mà tới khi mà gặp chuyện run rẩy như vậy gì. À, đây là làng ranh đỏ, bên kia là đất kết, là đất của Nga. À, mà trước đây nội súng đạn không cũng đã dằn co mãi thì mới tấn công, mới cho phép tấn công, còn không thôi là mấy các ông sợ như là quẩy đái vậy. À, trong chiến đấu tranh này một mất một còn mà các ông sợ như là quẩy đái, là thứ nhất. Hôm nay Ukraine đã làm được cái điều này, là một cái sự cho thế giới biết, cho Mỹ và NATO biết là Nga trong lúc này nó đang lộn xộn ở trong cái nội bộ của chúng, nó không có được giải quyết được, đang đấu đá lẫn nhau. Vừa rồi Putin đã hạ những cái đối thủ mình ăn được, mình lấy tiền của quốc gia, mình lấy tiền tài sản của quốc gia bỏ vào túi tiền, bỏ vào cho những cái bon bồ nhí, mà mình đi hạ triệt những cái đối thủ của mình, những cái người đã trung thành với mình. À, chỉ vì cái vấn đề hối lộ, anh ăn được mà tôi ăn thì anh chém tôi. À, thì từ đây trong bắt đầu nó có một cái nội bộ
sát hại lẫn nhau kể từ đây. À, lục đục đang ở trong lúc này. Thành ra việc tấn công như vậy á, thì Điện Kremlin đến hôm nay chưa có vấn đề trả lời cho câu hỏi này. Nó đang thứ nhất, nếu mà đi tới viện tới ở đây thì là phải dùng lực lượng như thế nào, mà đi trên đường đi là bị bắn, bị hạ, bị tiêu diệt hết, chỉ bị coi như bị chỉ điểm, hết để cho Ukraine triệt hạ hết. À, cho Ukraine triệt hạ hết. Cho nên là thành ra đã qua coi như hôm nay rồi, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, coi như là 8 ngày, hôm nay ngày nữa là 15 á, 15 ngày, 9 ngày rồi bạn, 9 ngày rồi nha, 9 ngày rồi, 9 ngày rồi, mỗi ngày Nga lại bước thêm một bước nữa. À, hôm nay chúng ta để bắt thêm lực lượng Nga và những cái khu vực đã có một cái khu vực đã bị nằm trong tầm kiểm soát rồi. Ừ. Thì chúng ta cũng biết là cái vấn đề trong nội bộ Nga coi như là nó đang lục đục, đang đấu đá lẫn nhau. Trong lúc này chúng ta vài bữa nghe tin nói chuyện gì xảy ra. Nếu mà đây tới cuối tuần mà Belarus thất thủ thì là Putin có thể là ra đi. À, ra đi rồi. Đây là tin cuối cùng, đó là tin mật, tin mật tiết lộ ra như thế nào. Một cái tin mật mà tiết lộ cho chúng ta ra bên ngoài, đây là một cái tin nhỏ thôi. À, còn cái chi tiết thì chúng ta cũng chưa biết. Ừ. Thì cái tin mật này nó nói rằng Putin ra lệnh tấn công, mà tấn công mà không có phải đạn bình thường, mà tấn công hạt nhân vào nước Đức. Đấy, khủng khiếp chưa bạn? Đó là cái tin mật mà mình sẽ chia sẻ trong ngày hôm nay. À, cho nên là Đức lúc này dù có nó chim nó có xảy ra đây chăng nữa, bởi vì sao mà Đức đã gửi đi cái một cái thông cáo là từ bắt đầu từ năm 2007 là ngày 6, Đức sẽ cho phép Mỹ đặt một cái loại tên lửa tầm xa bắn khoảng 2.000 km vào thẳng Moscow để trấn an dân chúng, để vững chắc rằng là nước Đức không bị tiêu diệt trong những ngày sắp tới, hiểu không? Trong khi đó tại Kaliningrad phía bắc, Nga đã đặt cái tên lửa, mà tên lửa hạt nhân nằm lại tới đó rồi, theo hiệp ước là không được phép, sau 90-91 gì đó đã rút về Nga hết, nhưng mà Nga lén lút đã đặt cái atom ngay tại đó, và người ta biết được từ đó đó, từ đó mà tới Đức là khoảng 500 mấy, gần 600 km nếu đường bay bắn tới Đức. Ừ. Người ta đã biết được và người ta đã cho phép Mỹ đặt một cái hệ thống Tomahawk tại đây, nếu có chuyện gì sẽ bắn thẳng vào Nga, 2.000 km là chuyện bình thường. Rồi, một cái tin đó, một tin bí mật trong những cái ngày tháng tới, coi Putin có ra đi hay còn ở lại thì chúng ta phải chờ xem. Còn Đức có viện trợ hay không nữa, qua cái vụ Nord Stream này chúng ta cũng chưa biết được cái tình thế nó đang nóng và nó đang như thế nào. Nhưng mà không may cho chúng ta biết được là hai người Mỹ đã ghé Ukraine trong cái chiến sự đang nóng bỏng trong lúc này. À, nó cũng làm một cái cân bằng, nếu Đức không viện trợ nữa thì cũng còn có Mỹ, có Anh đó, và cả khối đồng minh khác. Ừ. Thì trong tình thế lưỡng nan đó, trong khi người ta đã viện trợ nhưng mà Đức này vẫn còn do dự, giữ gòn do dự cung cấp những cái hệ thống lỗi thời kỳ Hitler cho
cho Ukraine, thì Ukraine quyết cắt đứt cái mạch máu, cạch máu chuyển về châu Âu. Từ đó mới xảy ra đến ngày hôm nay thì người ta mới phát hiện được. Nhưng mà cái chuyện nó đã rồi, 2 năm rưỡi nó cũng đã nguội rồi nè. Châu Âu cũng xử lý được, mà Đức này cũng xử lý được rồi, không cần phải cần cái ống đó nữa, không cần phải Nord Stream 2, trong tương lai không cần cái gáp của Liên Xô, dầu của Liên Xô nữa, không cần nữa. Người ta đang đầu tư, Đức này đang đầu tư, bỏ tiền đang đầu tư vào một cái công trình năng lượng mặt trời, cao năng lượng xanh, quạt gió, năng lượng mặt trời để hút nước biển lên, chế tạo ra thành khí, và Đức đã đầu tư ở Morocco, khu vực mà khu vực gần Spain đó, Morocco đầu tư khu vực đó nắng rất là nhiều, rồi sau đó người ta nghiên chế sản xuất cái khí đốt để đưa vào Đức. Không những thế mà các nước trong cái khối, trong cái khối châu Âu sẽ đưa khí vào Đức trong những cái năm tới, hoặc chúng ta cũng chừng khoảng 1 đến 2 năm nữa thôi, thì Đức thì cũng ok trong vấn đề khí ga chạy dành cho ô tô và khí ga đốt lò sưởi, và trong các cái nhà máy chế tạo gang thép không cần phải lo lắng, và người ta đã đầu tư hết rồi, không cần phải lo lắng nữa. Trong tương lai là coi như là cắt đứt hoàn toàn về vấn đề gas và dầu ở bên Nga. Đấy. Thôi, qua cái câu chuyện ngày hôm nay, qua cái tin nóng ngày hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ ngắn gọn cho quý vị. Và cái tin tức ngày hôm nay thì có chuyện gì sạch ý kiến của quý vị, xin quý vị bình luận ở dưới. Bình luận ở dưới theo cảm nghĩ của quý vị. Và thứ hai, nếu có người quen, người thân, bạn bè ủng hộ mình một tay chia sẻ thêm, xin cảm ơn. Rồi, cuối cùng mình cũng xin chúc một ngày nắng đẹp, dồi dào năng lượng bên người thân hay là bạn bè, và đừng quên đăng ký kênh và bấm like ủng hộ mình để chúng ta còn tiếp tục những cái chương trình kế tiếp nóng hổi. Xin cảm ơn và chào.